xin chào bạn, gió mùa đã về rồi. Và như mình xem dự báo thời tiết thì thấy bảo là năm nay trời lạnh sẽ đến sớm hơn các năm khác. Và trời lạnh thì sẽ làm cho da chúng ta gặp khá là nhiều vấn đề, như là bị trời hanh khô sẽ làm cho da nứt nẻ này, khô ráp này, xong rồi bị đau, bị ráp, nói chung rất là khô, rất là khó chịu luôn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có một làn da sáng mịn và xịn, thơm, mịn màng trong cái mùa hanh khô này? Rất là dễ và đơn giản thôi. Ngay bây giờ thì mời các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đó chính là làm sạch da. Và làm sạch da thì như thế nào? Làm sạch da thì cái bước đầu tiên, vẫn là đầu tiên trong làm sạch da, đó chính là các bạn phải tẩy da chết. Và tẩy da chết để lấy đi những cái tế bào chết bị tắc lại trên da chúng ta, giúp cho da thông thoáng hơn này, mịn màng hơn này, và không bị bí bách, đỡ sần sùi và đỡ khô ráp đó. Nhưng mà anh em nhớ là đừng tẩy da chết quá nhiều lần trên một tuần. Một tuần chỉ tẩy da chết tầm một lần thôi, chứ còn tẩy quá nhiều lần thì anh em sẽ không còn thấy dấu hiệu của da nữa, mà chỉ còn đầu lâu thôi. Đúng đấy, nhưng mà chỉ một lần thôi nhé. Và bước đầu tiên thứ hai, đó chính là anh em sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da, loại bỏ những cái dầu nhờn còn tắc lại trên da của chúng ta. Và điều đó sẽ giúp cho anh em da mặt của chúng ta gọi là sạch sẽ hơn này, sáng khỏe hơn này, giảm mụn này, làm thoáng lỗ chân lông cũng như là thoáng da mặt và loại bỏ được cả mụn. Và anh em nhớ là anh em dùng sữa rửa mặt thì một ngày chỉ dùng 2 lần thôi là đủ rồi. Buổi sáng sớm khi chúng ta ngủ dậy bước ra ngoài đường, và buổi tối khi về nhà trước khi đi ngủ thì anh em sử dụng sữa rửa mặt nhé. Và để tiết kiệm thời gian và đỡ tích kích hơn thì anh em có thể sử dụng sản phẩm mà tích hợp cả hai công dụng, đó chính là vừa tẩy da chết và vừa là sữa rửa mặt. Thì ở đây mình giới thiệu với anh em đó chính là sữa rửa mặt acid. Đây là sữa rửa mặt sản phẩm mà mình đã sử dụng và nó khá là lâu rồi, thì cái công dụng của nó rất là ok luôn, đó chính là loại bỏ bụi bẩn này, làm sạch da này, và kiềm dầu này, đặc biệt là nó có thể là làm giảm mụn và cấp ẩm cho da, tẩy tế bào da chết rất tốt luôn. Và cái việc cấp ẩm cho da ở sữa rửa mặt này nó sẽ giúp cho anh em da mặt chúng ta không bị khô, không bị ráp hay là nứt nẻ. Vì mùa đông hanh khô rất là nứt nẻ mà, nên là cái này cấp cho da rất là tốt luôn đó. Và giá của nó chỉ có là 290.000 thôi đấy, mình đã kiểm chứng, mình đã sử dụng rồi anh em. Và anh em nên nhớ là làm sạch da là một bước rất là quan trọng, bởi vì là nếu như anh em làm sạch da rồi thì những cái sữa dưỡng da anh em dùng xong ấy, thì dưỡng chất nó mới thẩm thấu được vào da, mới làm cho việc dưỡng da của anh em có tác dụng. Còn nếu như mà anh em lười bỏ qua cái bước làm sạch da thì những cái dưỡng chất ở trong sữa dưỡng da nó không thể thẩm thấu được vào da mặt. Mà nếu như nó có thẩm thấu đi nữa thì nó cũng thẩm thấu kèm theo cả bụi bẩn hay là mụn nằm trong da mặt của anh em, thẩm thấu vào đây. Và cái đầu dòng lớn thứ hai đó chính là dưỡng da. Thì cái mùa đông này hiện tượng da chúng ta bị khô ráp, nứt nẻ và da căng ráp thì là do trời hanh khô. Chính vì thế mà chúng ta phải cấp ẩm và bù nước cho da chúng ta bằng cách nào? Chúng ta có thể đi tắm này, nhưng mà đi tắm thì không nói làm gì, chúng ta có thể uống nước, nhưng mà cái việc mà nước nó nuôi được cái da chúng ta thì rất là ít. Chính vì thế mà các bạn có thể sử dụng sản phẩm sữa dưỡng da hàng ngày. Các sản phẩm dưỡng da sẽ đưa dưỡng chất vào nước vào da, cấp ẩm cho da chúng ta, làm da căng mịn hơn, bóng hơn và mịn màng hơn, không còn cái tình trạng khô ráp, nứt nẻ hay là bị căng sau khi chúng ta rửa mặt nữa. Nói chung là rất tuyệt vời cho da đấy. Da đủ ẩm cũng sẽ khiến cho da của chúng ta trắng sáng này, đều màu hơn này, và đặc biệt là giảm cái tình trạng mụn thâm đó, và da luôn tươi tắn bất chấp thời tiết lạnh giá của mùa đông. Vậy thì dưỡng da cần những bước nào? Mình thấy mỗi lần chị em dưỡng da thì rất là linh kích và tỉ mỉ. Mỗi lần mà thấy dưỡng da thì bao nhiêu? 1, 2, 4, 5, 6, 8, nói chung là 9 đến 10 bước liền. Và thực sự thì anh em đàn ông chúng ta rất là lười và không đủ thời gian cũng như là kiên nhẫn ngồi lại và bôi từng tí từng bước một lên trên mặt hay là trên da của chúng ta, đúng không? Nên là vẫn là lời khuyên như cũ, như bên trên mình đã nói, anh em hãy chọn cho mình những sản phẩm dưỡng da phù hợp với làn da và thích hợp được càng nhiều tính năng càng tốt. Và hôm nay thì mình cũng mang đến cho các bạn một loại sản phẩm kem dưỡng da. Đây là kem dưỡng da SNP 5 trong 1. Đó, ngày mình cái này thì cũng giống như là sữa rửa mặt acid thôi, mình đã dùng nó khá là lâu rồi và mình thấy rất là hiệu quả, cho nên là mình mới giới thiệu đến cho anh em. Anh em không tin thì cứ nhìn ra mặt mình ở đây thì biết. Và sản phẩm này thì có sản phẩm là dành cho da khô và cho da dầu đấy, và nó cũng có công dụng đơn và có cả công dụng kép. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái chai màu đỏ trước. Và cái chai màu đỏ này là chai mà dành cho da khô. Chức năng của nó đó chính là cấp ẩm, cải thiện da khô này, làm mịn da, giảm thiểu được cái tình trạng da bị khô ráp, sần sùi, hay là nói chung là làm da chúng ta xịn hơn, căng mọng hơn, giảm thiểu được cái tình trạng tế bào chết này, giảm được nếp nhăn và chống lão hóa. Đấy, vừa mới nói qua một cái số cái chức năng của con này thôi thì anh em cũng biết là cái chai SNP màu đỏ này sinh ra là để dành cho mùa đông. Ngoài ra thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm, nó chính là chai màu xanh. Chai màu xanh này thì anh em biết rồi, rằng vừa đấy thì dành cho da khô, còn chai màu xanh thì đương nhiên là chúng ta sẽ dành cho da khô rồi. À không, da dầu. Đó thì cái công dụng của nó là gì? Công dụng của nó đó chính là xe khít lỗ chân lông này,
ngăn tiết nhờn này, ngăn dầu bị tiết ra quá nhiều ở trên da chúng ta này, và làm cân bằng lại da, làm cân bằng lại nước và dầu ở trên da chúng ta và làm ổn định da. Đó, cái này là dành cho da rồi. Giá của hai sản phẩm này có giá là 560.000. Nghe thì có vẻ đắt thế thôi, nhưng mà cái tác dụng mà anh em nhận lại được đó chính là một làn da mịn màng, thì thực sự là tôi thấy nó quá là đáng và thực sự nó không đắt một chút nào luôn so với những gì mà mình nhận lại được. Mà nói gì như 560.000, chứ thực ra thì anh em, nếu như anh em mở cái hộp này ra thì thấy là cái chai của nó thực sự rất là to luôn. Và tôi dùng một năm nay rồi còn chưa hết, vừa to vừa dài, quá là tuyệt vời. Đấy, anh em nào muốn mua hàng ấy thì anh em có thể qua cơ sở gần nhất, 30 size gần nhất này, hoặc là anh em có thể online trên trong web, lên trong web 30size store.com, mua online và hàng sẽ ship về tận giường anh em luôn. Ok, như vậy là vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho anh em hai bước làm sạch da vào mùa đông, giúp da cho anh của anh em sáng mịn này, xịn thơm này, căng bóng này, chắc khỏe và mịn màng, không còn cái tình trạng khô ráp hay nứt nẻ trên da chúng ta nữa. Anh em thấy chưa? Mình thì chỉ có 2 bước thôi, nhưng chị em thì 9-10 bước chúng ta đã giảm được 7-8 bước rồi đấy. Và nếu như anh em nào mà muốn tôi làm video bí quyết đẹp trai mà về nội dung da hay là về tóc hay về bất cứ vấn đề gì thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Và tôi chúc anh em sau video ngày hôm nay thì đến mùa anh khô thì anh em sẽ có một làn da mịn màng và chắc khỏe và thật là đẹp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nhớ đừng quên subscribe cho tôi vui nha. Bye bye.